Lại nữa, trong quá khứ, vị lai, hiện tại, pháp của Phật nói, giới của Phật chứa ra, thể đều phụng trì, tâm chẳng xả lìa, cho nên hay khiến cho hạt giống Phật pháp tăng vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Lại nữa, trong quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời, tất cả pháp của chư Phật nói, giới luật của chư Phật chế ra, Bồ Tát thể đều phụng trì, tâm chẳng xả bỏ, chẳng lìa khỏi. Vì vậy cho nên hay khiến cho hạt giống Phật pháp tăng vĩnh viễn liên tục chẳng đoạn tuyệt. Bồ Tát Thiệu Long Tam Bảo như vậy, tất cả sở hành chẳng có lỗi, tùy theo các việc làm đều hồi hướng môn nhất thiết trí, cho nên ba nghiệp đều chẳng có tì vết. Vì chẳng có tì vết nên làm các việc lành, thực hành các hạnh, giáo hóa chúng sinh, tùy nghi nói pháp, cho đến một niệm đều không sai lầm, đều tương ứng với phương tiện trí huệ, thể đều hồi hướng về nhất thiết trí, không thể luống qua. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề như vậy, Thiệu Long Tam Bảo khiến cho hạt giống Phật pháp tăng liên tục chẳng đoạn tuyệt, sở hành sở tác của Bồ Tát chẳng có lỗi lầm, tùy các việc làm thể đều hồi hướng về môn nhất thiết trí huệ. Vì vậy cho nên thân miệng ý ba nghiệp đều thanh tịnh, chẳng có tì vết, do đó làm các việc lành, tu hành các hạnh, giáo hóa tất cả chúng sinh, tùy nghi mà nói pháp, cho đến trong một tâm niệm cũng chẳng sai lầm. Sở hành sở tác của Bồ Tát đều hợp với Phật pháp, cho nên tương ứng với một phương tiện trí huệ, thể đều hồi hướng về nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí, chẳng trôi qua lãng phí. Bồ Tát tu tập pháp lành như vậy, niệm niệm đầy đủ 10 thứ trang nghiêm. Những gì là 10? Đó là thân trang nghiêm, tùy theo các chúng sinh đáng được điều phục mà vì họ thị hiện. Lời trang nghiêm, giữ tất cả nghi, đều khiến cho hoan hỷ. Tâm trang nghiêm, ở trong một niệm, nhập vào các tam muội, cõi Phật trang nghiêm vì tất cả đều thanh tịnh, lìa các phiền não. Quang minh trang nghiêm, vì phóng vô biên quang chiếu khắp chúng sinh. Chúng hội trang nghiêm, vì nhiếp khắp chúng hội, đều khiến cho hoan hỷ. Thần thông trang nghiêm, vì tùy theo tâm chúng sinh mà thị hiện tự tại. Chánh giáo trang nghiêm, vì hay nhiếp tất cả người thông minh trí huệ. Niết bàn địa trang nghiêm, vì tại một nơi thành đạo, khắp cùng mười phương không thừa sót. Khéo nói trang nghiêm, vì tùy nơi tùy thời, tùy căn cơ của họ mà vì họ nói pháp. Bồ Tát tu tập tất cả pháp lành như vậy, ở trong niệm niệm đều đầy đủ 10 pháp môn trang nghiêm. Những gì là 10 thứ trang nghiêm? Đó là một thân trang nghiêm. Bồ Tát dùng thân trang nghiêm tùy theo cơ duyên của tất cả chúng sinh, đáng dùng thân gì độ được thì thể hiện thân đó để điều phục. Hai, lời trang nghiêm, lời lẽ của Bồ Tát nói ra cũng trang nghiêm, hay dứt trừ hoài nghi của tất cả chúng sinh, dùng bốn pháp nhiếp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, để khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ. Ba, tâm trang nghiêm, Bồ Tát ở trong một niệm nhập vào tất cả tam muội. Bốn, quang minh trang nghiêm, vì Bồ Tát phóng ra vô lượng quang minh trí huệ, chiếu khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được quang minh. Năm, cõi Phật trang nghiêm, vì Bồ Tát hay khiến cho tất cả cõi nước chư Phật thanh tịnh, hay khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi phiền não. 6. Chúng hội trang nghiêm, Bồ Tát tham gia tất cả pháp hội, khiến cho các pháp hội trang nghiêm, khắp nhiếp trì chúng sinh trong pháp hội, khiến cho họ được hoan hỷ. 7. Thần thông trang nghiêm, Bồ Tát lại dùng thần thông diệu dụng để giáo hóa chúng sinh, tùy theo tâm ý của chúng sinh mà thị hiện tự tại. 8. Chánh giáo trang nghiêm, Bồ Tát đầy đủ chánh giáo trang nghiêm hay độ thoát tất cả mọi người có trí huệ thông minh. 9. Niết bàn địa trang nghiêm, Bồ Tát đầy đủ không sinh không diệt. Sự trang nghiêm này tại một nơi thành tựu đạo nghiệp mà có thể ở khắp mọi nơi thành tựu đạo nghiệp. Do đó, một nơi thành, nơi nơi đều thành. Cho nên khắp cùng mười phương, chẳng một nơi nào chẳng thành đạo nghiệp. 10. Khéo nói trang nghiêm, Bồ Tát đầy đủ phương tiện khéo léo, nói pháp trang nghiêm, tùy thời tùy nơi, tùy căn cơ chúng sinh mà vì họ nói pháp. Bồ Tát thành tựu trang nghiêm như vậy, ở trong niệm niệm, thần lời ý nghiệp đều chẳng luống qua, thể đều hồi hướng về môn nhất thiết trí. Bồ Tát thành tựu 10 thứ trang nghiêm này, ở trong niệm niệm, thần lời ý ba nghiệp đều chẳng luống qua, Bồ Tát đem 10 thứ trang nghiêm này hồi hướng về môn nhất thiết trí huệ. Nếu có chúng sinh thấy Bồ Tát đó, thì nên biết cũng chẳng đúng qua, vì tất sẽ thành tựu an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nếu nghe danh hoặc cúng dường, hoặc ở chung, hoặc nghĩ nhớ, hoặc theo xuất gia, hoặc nghe nói pháp, hoặc tùy hỷ căn lành, hoặc ở xa sinh tâm khâm phục cung kính, cho đến tán thán khen ngợi danh hiệu, đều sẽ đắc được an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nếu
Như có chúng sinh thấy được vị Bồ Tát đó, thì nên biết chúng sinh đó cũng chẳng lướng qua, nhất định sẽ đạt được công đức đáng đắc được, tất sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hoặc nghe được danh hiệu của vị Bồ Tát đó, hoặc cúng dường, hoặc ở chung, hoặc nghĩ nhớ, hoặc theo xuất gia tu hành, hoặc nghe giảng kinh thuyết pháp, hoặc tùy hỷ căn lành đã gieo trồng, hoặc ở xa xa mà sinh tâm khâm phục cung kính, cho đến tán thán khen ngợi danh hiệu của Bồ Tát đó, đều đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật tử, ví như có thuốc tên là thiện kiến, chúng sinh thấy được thì các độc đều tiêu trừ. Bồ Tát thành tựu pháp này cũng như vậy, chúng sinh thấy được thì các độc phiền não đều được trừ diệt, pháp lành tăng trưởng. Bồ Tát Pháp Huệ là gọi một tiếng đệ tử của Phật. Ví như có một thứ thuốc hay tên là thiện kiến, hết thảy chúng sinh thấy được cây thuốc đó thì hết thảy bệnh độc đều hoàn toàn tiêu trừ. Bồ Tát tu hành 10 thứ trang nghiêm mà thành tựu pháp này. Đồng lý ấy, nếu có chúng sinh nào thấy được vị Bồ Tát đó thì tham sân si mạn nghi 5 thứ bệnh độc đều sẽ tiêu trừ, các pháp lành đã tu đều sẽ tăng trưởng thành thục giải thoát. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ ở trong pháp này, siêng năng tu tập, dùng trí huệ quang minh diệt trừ các ngu si đen tối, dùng sức tử bi phá tan quân ma, dùng đại trí huệ và sức phước đức chế ngự các ngoại đạo, dùng định kim cang diệt trừ tất cả tâm dơ bẩn phiền não, dùng sức tinh tấn tu tập các căn lành, dùng sức các căn lành tịnh cõi Phật, xa lìa tất cả đường ác các nạn, dùng sức không chấp trước tịnh cảnh giới trí huệ, dùng sức phương tiện trí huệ sinh ra tất cả các địa của Bồ Tát, các ba la mật và các tam muội, sáu thông ba minh, bốn vô sở úy đều khiến cho thanh tịnh. Bồ Tát Pháp Huệ, đối với Bồ Tát tinh tấn huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát trong Bồ Tát trụ ở trong thiện pháp này, siêng năng nỗ lực mà tu tập, dùng trí huệ quang minh để tiêu diệt ngu si đen tối, dùng sức đại từ đại bi để phá tan 10 đại ma quân, tức là ma năm uẩn, ma phiền não, ma nghiệp, ma tâm, ma chết, ma thiện căn, chấp trước thân mình đắc được căn lành, ma tam muội, chấp trước thân mình đắc được thiền định, ma thiện trí thức, kẻo kiệt pháp chẳng chịu giáo hóa người, ma bồ đề pháp trí, đối với pháp bồ đề mà khởi trí huệ chấp trước. Tóm lại, tất cả việc ác chướng ngại Phật pháp, che đậy chánh đạo, xâm hại huệ mạng đều gọi là ma quân. Bồ Tát dùng sức đại trí huệ, dùng sức đại phước đức để điều phục tất cả ngoại đạo. Ngoại đạo có 11 tông: Số Luận Sư, Kế Minh Đế Sinh, Vệ Thế Sư, Kế Lục Câu Sinh, Đồ Hôi Ngoại Đạo, Kế Tự Tại Trời Sinh Vạn Vật, Vi Đà Luận Sư, Kế Naka Diên Trời Sinh Bốn Tánh, An Trà Luận Sư, Kế Bổn Tế Sinh, Thời Tán Ngoại Đạo, Kế Vật Từ Thời Sinh, Phương Luận Sư, Kế Phương Sinh Người, Người Sinh Trời Đất, Thuận Thế Ngoại Đạo, Kế Sắc Tâm Pháp, Đều Cực Vi Tác, Khẩu Lực Luận Sư, Kế Hư Không Là Nhân Vạn Vật, Túc Tác Luận Sư, Kế Khổ Tùy Nghiệp, Vô Nhân Luận Sư, Kế Tự Nhiên Sinh. Bởi một ngoại đạo này trong Hoa Nghiêm Sớ Sao có giải thích rõ. Nhưng Bồ Tát dùng định kim cang kiên cố để tiêu diệt trừ sạch tất cả trần cấu và phiền não ở trong tâm, dùng sức tinh tấn để tu tập tất cả căn lành, dùng sức tất cả căn lành và thanh tịnh các cõi Phật để xa lìa tất cả đường ác và tất cả tai nạn, dùng sức chẳng chấp trước để thanh tịnh cảnh giới trí huệ, dùng sức phương tiện trí huệ khéo léo để sinh ra tất cả các địa của Bồ Tát, tức là thập địa, sinh ra các ba la mật, tức là pháp môn thập độ đến bờ kia, sinh ra các tam muội, tức là chánh định chánh thọ, sinh ra sáu thần thông, sáu thứ thần thông này từ trong thiền định mà sinh ra ba mình, tức là thiền nhãn mình, biết được thân mình và thân kẻ khác sinh tử ba đời, túc mạng mình, biết được nhân duyên thuở xưa của thân mình và thân kẻ khác, lậu tận minh, minh bạch tất cả tướng khổ hay đoạn tuyệt tất cả phiền não, sinh ra bốn vô sở úy mà hoàn toàn khiến cho họ thanh tịnh. Bồ Tát dùng sức tất cả pháp lành thành tựu viên mãn tất cả cõi nước chư Phật, vô biên tướng tốt, thân lời và tâm đều đầy đủ trang nghiêm, dùng sức trí huệ tự tại quán sát, biết tất cả lực Như Lai vô sở úy, Phật pháp bất cộng, thảy đều bình đẳng, dùng sức trí huệ rộng lớn, biết rõ cảnh giới nhất thiết trí, dùng sức thệ nguyện thuở xưa tùy thời giáo hóa hiện cõi nước Phật, chuyển bánh xe pháp, độ thoát vô lượng vô biên chúng sinh. Bồ Tát dùng sức lực của tất cả pháp lành để thành tựu tất cả cõi nước chư Phật, thành tựu viên mãn vô biên tướng tốt,
tức là 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, thành tựu viên mãn, thân biệt ý, ba nghiệp thanh tịnh, đều đầy đủ và trang nghiêm. Dùng sức trí huệ tự tại quán sát, diệu quán sát trí, biết 10 lực của chư Phật, 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng. Tất cả pháp vốn đều bình đẳng. Trong Kinh Kim Cang có nói là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp. Dùng sức trí huệ rộng lớn, biết được cảnh giới của nhất thiết trí và nhất thiết trùng trí. Dùng sức thể nguyện đã phát ra trong quá khứ, tùy thời tùy lúc, vì chúng sinh đáng được giáo hóa mà thị hiện các cõi nước chư Phật, truyền bánh xe pháp, rộng độ giải thoát vô lượng vô biên chúng sinh, khiến cho họ liều khổ được vui. Phật tử, Đại Bồ Tát riêng tu pháp này, lần lượt thành tựu các hạnh Bồ Tát, cho đến được sự bình đẳng với chư Phật, ở trong vô biên thế giới làm Đại Pháp Sư, hộ trì chánh pháp được tất cả chư Phật hộ niệm. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát trong Bồ Tát, siêng năng tu tập pháp như đã nói ở trước, từng bước mà thành tựu hạnh Bồ Tát, cho đến đạt được bình đẳng giống như chư Phật, có thể ở trong vô lượng vô biên thế giới làm Đại Pháp Sư, hộ trì tất cả chánh pháp, được sự gia trì và hộ niệm của chư Phật. Bồ Tát thủ hộ, thọ trì tạng pháp rộng lớn, đắc được biện tài vô ngại, thâm nhập pháp môn, ở trong đại chúng của vô biên thế giới tùy loại khác nhau, khắc hiện đủ loại thân, giác tướng đầy đủ, tối thắng không gì bằng, dụng vô ngại biện tài, cho nói pháp thâm sâu, âm thanh viên mãn, vì khéo phân bố khiến cho người nghe được, nhập vào môn trí huệ vô tận. Bồ Tát hay thủ hộ và thọ trì tạng pháp rộng lớn vô biên, trở nên đắc được pháp vô ngại biện, tứ vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, lạc thuyết vô ngại biện, có thể nhập vào tất cả pháp môn, ở trong vô lượng vô biên thế giới, tùy thuận các loài chúng sinh khác nhau, khắp thị hiện các loại thân mà vì họ nói pháp. Tóm lại gặp loại chúng sinh nào độ được thì thị hiện thân đó để độ họ, dòng sắc tướng thị hiện đều đủ đại oai đức, đức tướng thủ thắng chẳng gì sánh bằng. Dùng trí huệ biện tài vô ngại, phương tiện khéo léo để diễn nói diệu pháp thâm sâu vô thượng, âm thanh đó viên mãn chẳng chướng ngại. Bất cứ loại chúng sinh nào nghe được âm thanh đó thì sẽ tự động phát tâm đại bồ đề. Vì khéo phân bố hay khiến cho chúng sinh nghe được diệu âm đó đều nhập vào môn trí huệ vô tận. Bồ Tát biết tâm hành phiền não của các chúng sinh mà vì họ nói pháp, vì lời lẽ nói ra đều đầy đủ thanh tịnh, một lời diễn sướng hay khiến cho tất cả đều sinh tâm hoan hỷ, thần hình đoan tránh, vì có đại oai lực ở trong chúng hội chẳng ai hơn được. Bồ Tát vì có trí huệ vô tận, cho nên biết được trong tâm chúng sinh nghĩ gì, thân thể làm gì, có phiền não gì, có vọng tưởng gì, thì chiếu theo nhân duyên đó mà vì họ nói pháp. Âm thanh của Bồ Tát nói pháp rất rộng lớn và thanh tịnh, có thể khiến cho chúng sinh xa gần đều nghe được mà sinh tâm đại hoan hỷ. Tại sao có người nói lời thanh tịnh, có người nói lời chẳng thanh tịnh? Vì giữ giới thanh tịnh hoặc chẳng thanh tịnh, nếu muốn nói lời thanh tịnh thì phải giữ gìn giới luật, không được phóng dật. Bồ Tát dùng âm thanh để diễn sướng nói pháp, thì tất cả chúng sinh theo lại đều được hiểu, đều được lợi ích. Thân hình của Bồ Tát rất đoan tránh trang nghiêm, vì có đại oai lực, cho nên ở trong đại chúng pháp hội chẳng có ai hơn được, do đó thọ người cung kính gọi là Đại Bồ Tát. Vì Bồ Tát khéo biết tâm chúng sinh nên khắp hiện thân, vì nói pháp khéo léo nên âm thanh vô ngại, vì được tâm tự tại nên khéo nói pháp lớn không bị trở ngại phá hoại, vì được vô sở úy nên tâm không khiếp nhược, vì nơi pháp tự tại nên không ai hơn được, vì bát nhã ba la mật tự tại nên pháp tướng nói ra chẳng trái nghịch, vì biện tài tự tại nên tùy thích thuyết pháp liên tục chẳng dứt, vì đà la ni tự tại nên tùy sự diễn nói khai mở đủ thứ muôn ví dụ, vì đại bi tự tại nên siêng dạy chúng sinh tâm chẳng giải đãi ngừng nghỉ, vì đại từ tự tại nên phóng lưới quang minh vui lòng đại chúng. Vì Bồ Tát khéo biết tâm của tất cả chúng sinh, cho nên khắp thị hiện thân để vì họ nói pháp. Vì Bồ Tát khéo nói pháp, cho nên âm thanh chẳng có chướng ngại, rất thanh tịnh. Vì Bồ Tát đắc được tâm tự tại, cho nên phương tiện khéo léo, nói tất cả pháp lớn, tất cả ma vương, chẳng cách chi phá hoại được, chẳng cách chi cản trở. Vì Bồ Tát đắc được 4 vô sở úy, tổng trì vô sở úy, tri căn vô sở úy, quyết nghi vô sở úy, đáp nạn vô sở úy, cho nên tâm chẳng khiếp nhược cũng chẳng sợ hãi. Vì Bồ Tát đối với các pháp đắc được tự tại, cho nên chẳng có ai hơn được. Vì Bồ Tát đối với trí huệ
đắc được tự tại, cho nên chẳng có ai thắng hơn được. Vì Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật đắc được tự tại, cho nên nói pháp tướng chẳng trái nghịch nhau, nói ngang nói dọc nói sao cũng có đạo lý. Vì Bồ Tát đắc được biện tài tự tại, cho nên hay tùy theo tâm ưa thích mà vì họ nói pháp liên tục chẳng dứt. Vì Bồ Tát đối với Đà La Ni được tự tại, hay quyết định khai thị pháp ấn các pháp thật tướng. Vì Bồ Tát đối với biện tài được tự tại, lúc nào ở đâu cũng có thể nói diệu pháp, khai mở đủ thứ môn ví dụ để giải thích nói nghĩa lý của các pháp thật tướng. Vì Bồ Tát có hết tâm đại bi tự tại, hay siêng năng giáo hóa chúng sinh, nên trong tâm chẳng có giải đãi và nghỉ ngơi. Vì Bồ Tát có hết tâm đại từ tự tại, nên phóng ra lưới quang minh trí huệ để chiếu khắp chúng sinh, khiến cho sinh tâm hoan hỷ. Bồ Tát dùng 10 lực tự tại này để khiến cho chúng sinh gieo trồng căn lành, tăng trưởng pháp thanh tịnh. Bồ Tát ngồi trên tòa sư tử cao rộng như vậy để diễn nói pháp lớn, chữ Như Lai và các đại Bồ Tát thắng nguyện trí ra, các chúng sinh khác không ai thắng hơn được, không ai thấy đảnh được, không ai trói sáng hơn được, có ai muốn vấn nạn khiến cho bị thua, không thể nào có được. Bồ Tát ngồi trên tòa sư tử cao rộng như vậy, diễn nói pháp lớn thật tướng, pháp của Ngài nói ra ngoại trừ chư Phật và các đại Bồ Tát nguyện thủ thắng, trí thủ thắng ra, thì các chúng sinh khác không ai thắng hơn được, cũng chẳng có chúng sinh nào cao hơn Ngài được, không ai phóng quang minh chói sáng hơn được. Nếu như có chúng sinh muốn đến vấn nạn, khiến cho Bồ Tát chẳng có cái gì đáp được, khiến cho Bồ Tát bị thua, đây là chuyện không bao giờ có, chẳng bao giờ xảy ra. Phật tử, đại Bồ Tát được sức tự tại như vậy rồi, nếu như có lượng thế giới bất khả thuyết đạo tràng rộng lớn đầy rẫy chúng sinh, mỗi mỗi chúng sinh ngoài đức sắc tướng, nếu như chủ 3.000 đại thiên thế giới, Bồ Tát ở nơi đó vừa hiện thân thì chiếu sáng che lớp đại chúng trên đầy. Dùng đại từ bi an ủi chúng sinh khiếp nhược, dùng trí huệ thâm sâu quan sát sự ước muốn của họ, dùng biện tài vô ý vì họ nói pháp, hay khiến cho tất cả đều sinh tâm hoan hỷ. Tại sao? Bồ Tát Pháp Huệ đối với Bồ Tát Tinh Tấn Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, đại Bồ Tát trong Bồ Tát, đắc được 10 lực tự tại rồi. Nếu như có lượng thế giới nhiều bất khả thuyết, hết thảy chúng sinh ở trong đạo tràng rộng lớn, mỗi chúng sinh đều đầy đủ 32 tướng và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân, sắc tướng oai đức như chủ 3.000 đại thiên thế giới. Bồ Tát ở trong đó nếu hiện thân thì quang minh chiếu soi đại chúng 3.000 đại thiên thế giới. Bồ Tát dùng tâm đại từ đại bi để an ủi chúng sinh khiếp nhược, khiến cho họ đừng sinh tâm sợ hãi. Bồ Tát dùng Bát Nhã trí huệ thâm sâu để quan sát sự ưa muốn trong tâm của chúng sinh. Bồ Tát dùng biện tài vô ý để vì chúng sinh nói pháp, khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, tiếp thọ Phật pháp, y pháp tu hành. Tại sao Bồ Tát có oai đức thế lực lớn như thế? Phật tử, vì đại Bồ Tát thành tựu vô lượng trí huệ luân, vì thành tựu vô lượng phân biệt khéo léo, vì thành tựu sức chánh niệm rộng lớn, vì thành tựu vô tận trí huệ khéo léo, vì thành tựu quyết định thấu rõ các pháp thật tướng Đà La Ni, vì thành tựu vô biên tế Bồ Đề Tâm, vì thành tựu diệu biện tài không sai lầm, vì thành tựu được tất cả Phật giá trị tiên hiểu thâm sâu, vì thành tựu khắc nhập vào sức trí huệ đạo tràng chúng hội của chư Phật ba đời, vì thành tựu biết chư Phật ba đời đồng một thể tánh tâm thanh tịnh, vì thành tựu ba đời tất cả trí huệ Như Lai, tất cả Bồ Tát đại nguyện trí hay làm đại pháp sư khai thị diễn dương tạng chánh pháp của chư Phật và hộ trì. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, đại Bồ Tát trong Bồ Tát, vì phát tâm Bồ Đề cho nên thành tựu vô lượng trí huệ luân, vì thành tựu vô lượng phân biệt khéo léo, vì thành tựu sức chánh niệm chánh tri chánh kiến rộng lớn, vì thành tựu vô tận trí huệ khéo léo, vì thành tựu quyết định thấu rõ đạo lý các pháp thật tướng, chứng được đồng trì tam muội, vì thành tựu tâm Bồ Đề vô biên tế, vì thành tựu tam muội diệu biện tài không sai lầm, vì thành tựu đắc được tất cả chư Phật đến giả trì, tức là dùng nước cam lồ để quán đảnh, hoặc chư Phật dùng tay giở đầu, hoặc chư Phật phóng quang minh để gia bị, khiến cho sinh tâm tin hiểu sâu xa. Vì thành tựu khắp nhập vào sức đại trí huệ trong đạo tràng chúng hội của chư Phật ba đời, cho nên tiếp thọ được pháp của chư Phật nói. Vì thành tựu biết được chư Phật ba đời đồng một thể tánh, tức cũng là cùng một pháp thân, là bình đẳng vì tâm thanh tịnh. Vì thành tựu trí huệ của chư Phật ba đời, thành tựu đại nguyện đại trí của tất cả Bồ Tát, hay làm đại pháp sư khai triển chánh pháp nhãn tạng của tất cả chư Phật,
và còn hộ trì chánh pháp nhãn tạng của chư Phật. Bấy giờ Bồ Tát Phát Huệ muốn thuật lại nghĩa trên, bèn đương thần lực của Phật mà nói kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Phát Huệ rất từ bi, sợ rằng đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm nghe đạo lý kinh Trường Hàng vẫn chưa thấu hiểu cho lắm, cho nên muốn thuật lại tỉ mỉ hơn. Bèn nương đại oai thần lực sự gia trì của mười phương chư Phật dùng cả để nói rõ đạo lý ở trên. Hy vọng mọi người hãy chú ý lắng nghe, đừng ngủ. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp được, đừng để bỏ lỡ cơ hội. Nếu không chú ý nghe thì nhất định sẽ hối hận. Tâm trụ bồ đề tu các phước, thường chẳng phóng dật trồng kiên huệ, chánh niệm tâm ý luôn không quên, mười phương chư Phật đều hoan hỷ. Bồ Tát phát tâm bồ đề, tu tập hạnh bồ đề, tu hành mới có thể phước huệ đều đầy đủ. Phước đủ thì mới có đại oai đức, huệ đủ thì mới có đại quang minh. Cho nên nói tâm trụ bồ đề, tụ tập tất cả các phước. Bồ Tát nhận chân tu hành, thời khắc chẳng phóng dật, nghiêm trì giới luật, gieo trồng tài bồi huệ lực kiên cố. Bồ Tát chánh niệm, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thời khắc chẳng quên công đức Tam Bảo. Vì vừa tu huệ, vừa tu phước, lại gần gũi Tam Bảo, lại cúng dường Tam Bảo, cho nên mười phương chư Phật đều đại hoan hỷ. Chí nguyện kiên cố tự siêng gắng, nơi đời không nương, không thối khiếp, dùng hạnh vô tránh vào pháp sâu, mười phương chư Phật đều hoan hỷ. Bồ Tát tu hành tâm niệm và trí nguyện rất kiên cố, siêng năng tu tập tự cố gắng cổ lệ chính mình. Ở trên thế gian này chẳng chỗ nương tựa, cũng chẳng sinh tâm thối lùi khiếp nhược, dùng hạnh môn vô tranh luận nhập vào tạng pháp của Phật. Nếu tu hành như vậy thì mười phương chư Phật nhất định sẽ đại hoan hỷ. Phật hoan hỷ rồi kiên tinh tấn, tu hành phước trí trợ đạo pháp, nhập vào các địa tịnh các hạnh, mãn túc nguyện của Như Lai nói. Chư Phật tất nhiên hoan hỷ, Bồ Tát càng phải dùng tâm kiên cố để dũng mãnh tinh tấn tu đạo Bồ Đề, tu phước tu huệ, đây là pháp trợ đạo, tu 37 đạo phẩm, tu 4 đế, 12 nhân duyên, tu lục độ vạn hạnh, nhập vào các địa thanh tịnh, sẽ đầy đủ tất cả đại nguyện của chư Phật nói. Như vậy mà tu được diệu pháp, tức được pháp rồi thì quần sinh, tùy tâm họ thích và căn tánh đều thuận cơ nghi vì khai diễn. Tu đủ thứ pháp môn như vậy sẽ đắc được tất cả diệu pháp. Tự nhiên đắc được diệu pháp rồi, lại đem bố thí cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ cũng đắc được diệu pháp. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Đừng học tôn giả Châu Lợi Bàn Đà là đệ tử của Phật, một trong 16 đại A-la-hán. Thuở xưa Ngài là đại thiện tri thức, có 500 vị đệ tử. Song ông ta rất bòn sẻn pháp, chẳng chịu nói pháp cho đệ tử, cho nên đầu thai làm tôn giả Châu Lợi Bàn Đà thì rất ngu si. Nếu ai đắc được pháp mà chẳng nói pháp thì tương lai nhất định là người ngu si nhất. Tại sao? Vì chẳng tu huệ, cho nên phải tùy thuận tâm ưa thích và căn tánh của chúng sinh, hoàn toàn thuận cơ nghi với chúng sinh để vì họ khai triển diễn nói diệu pháp. Bồ Tát vì họ diễn nói pháp, chẳng xả hạnh các độ của mình, đạo Ba La Mật đã thành tựu, thường trong các cõi cứu quần sinh. Bồ Tát tự đắc được diệu pháp, sau đó vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, Bồ Tát vẫn tiếp tục nỗ lực tinh tấn, chẳng xả bỏ pháp môn tu hành lục độ phạn hạnh của mình. Tuy nhiên đến được pháp ở bên kia, Ngài tu đã thành công, nhưng thường ở trong tam giới các cõi cứu tế tất cả chúng sinh thọ khổ, khiến cho họ cũng lìa khổ được vui. Do đó biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ. Chúng ta chúng sinh là chạy ngược lại với đạo, đi lầm vào đường tà, càng đi càng xa nhà. Nếu không quay trở lại thì nhất định sẽ trở về ngôi nhà của mình vốn có, đó là các cõi Phật. Ngày đêm siêng tu chẳng dài đãi, khiến sống tam bảo chẳng đoạn tuyệt, tu hành tất cả pháp thanh tịnh để hồi hướng về cõi Như Lai. Bồ Tát ngày đêm sáu thời siêng năng tu tập các pháp, chẳng có dài đãi, chẳng có mỏi mệt, khiến cho hạt giống Phật Pháp Tăng vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt, tu hành tất cả pháp thanh tịnh, thầy đều hồi hướng về cõi nước chư Phật thanh tịnh trang nghiêm. Bồ Tát tu hành các hạnh lành, các vị thành tựu các quần sinh, khiến họ phá tối diệt phiền não, hàng phục ma quân thành chánh giác. Bồ Tát thành tựu tất cả hạnh môn, các vị thành tựu tất cả chúng sinh, khiến cho họ phá tan vô minh đen tối, tiêu diệt phiền não chấp trước, phải hàng phục ma quân chế ngự ngoại đạo, sau đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy tu hành được Phật trí và sâu chánh pháp tạng Như Lai, làm đại pháp sư diễn diệu pháp, ví như cam lồ đều thấm nhuần. Bồ Tát tu hành như vậy
mới viên mãn thành tựu trí huệ của mười phương chư Phật, vào sâu chánh pháp nhãn tạng của chư Phật, hay ở trong mười phương thế giới làm đại pháp sư, diễn nói tất cả diệu pháp, ví như cam lồ vì chúng sinh quán đảnh, khiến cho họ được thấm nhuận. Từ bi thường xót khắp tất cả, tâm hạnh chúng sinh đều biết hết, theo chỗ họ thích vì khai triển, vô lượng vô biên các Phật pháp. Bồ Tát có nguyện được từ bi, thương xót tất cả chúng sinh, cho nên chẳng ngại gian khổ, mà khắp cùng mười phương tất cả thế giới để giáo hóa chúng sinh. Hết thảy tâm niệm và hành vi của chúng sinh, Bồ Tát đều biết rõ ràng. Bồ Tát tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà vì họ khai triển diễn nói vô lượng vô biên diệu pháp của chư Phật nói. Tiến rừng an trọng như voi chúa, dũng mãnh chẳng sợ rừng sư tử, bất động như núi trí như biển, cũng như mưa lớn trời nóng bức. Hành động của Bồ Tát hoặc tiến tới hoặc dừng lại, hoặc an ổn bộ hành, hoặc đi bộ chậm chậm giống như voi chúa lớn. Lúc tiến về trước thì đi về trước, lúc lùi về sau thì lùi về sau. Tại sao? Vì thời khắc phải chiếu cứ bảy voi an toàn. Bồ Tát tu hành lục độ vạn hạnh, chẳng phát sinh khó khăn. Giống như sự dũng mãnh của sư tử là vua của loài thú, cho nên chẳng sợ hãi. Bồ Tát như như bất động, giống như núi Tu Di, trí huệ rộng lớn như biển cả, giống như mưa lớn, tiêu trừ phiền não nóng bức của tất cả chúng sinh, khiến cho họ được mát mẻ. Bấy giờ Bồ Tát Pháp Huệ nói bài kệ đó rồi, Như Lai hoan hỷ, đại chúng phụng hành. Lúc đó vị Bồ Tát Pháp Huệ nói bài kệ này xong rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe Bồ Tát Pháp Huệ nói xong rồi, sinh đại hoan hỷ, đại chúng ở trong Pháp hội Hoa Nghiêm cũng đều đại hoan hỷ, tin thọ phụng hành.